Chim Dubai cá lại trên mồi, đây cũng muốn nói là chiến tranh giặc giả, ám chỉ cho Biển Đông của chúng ta. Trên thì máy bay đó là tượng trưng là chim, dưới là tàu lặn tượng trưng là cá. Chim Dubai cá lại trên mồi, rồi tới ngọn thủy triều nâu nước sục sôi bầu trái đất một khoen lưng chìm. Đó là muốn nói tới cái cảnh là giữa chiến tranh giữa loài người và cái cơ tận diệt tạo hóa của thế gian, nó đã khơi dậy lên. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã cảnh báo trước vào năm 40, mà hôm nay chúng ta đã thấy hết là hiển hiện. Cho nên âu á lung tung và máu đạo lung tung là nói giặc giả đánh với nhau, giết với nhau đó, kéo quân ra xâm lấn với nhau để dàn trận để mà gây chiến với nhau, đó còn gọi là lung tung, gọi nhuộm máu đào, tức là máu đào tuôn đổ. Nên nhiều chỗ khác Đức Thầy còn cảnh báo đó, cảnh báo cho chúng ta biết đó, cảnh trần gian chúng ta sẽ đi đến chỗ cái hồi là cơ tận diệt. Cho nên nhất đầu tiên là điềm trời điềm đất, hiện nay là điềm người, mà tới giai đoạn điềm người chúng ta đang thấy chỗ là chiến tranh giặc giả. Cái cảnh giới của chúng ta sau này đó, như ông Ba cũng mô tả đó, thấy không, thay không lóc mà để phơi khô, không nước mà uống, nam mô đạo nào chết mà đến nỗi là nam bắc hay hệ đất trở thành, tới nam bắc nối luôn cả hai miền, mà đất này mà trở thay, tức là nằm ở trên mặt đất giống như trở thay, chứ không có chôn kịp mà phải trở thay, chết là tới cỡ đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo và hai em kính mến. Thì nhân duyên hôm nay ngày 18 tháng 6 thì cũng có dịp đi đám làm tuần, thì có gặp gỡ mấy em. Thì mấy em cũng trở về đây, trước là cũng kính viếng, sau đó cũng thăm hỏi lại anh em chúng tôi nơi đây. Thì trong cái thời gian để rồi tâm sự chuyện trò thì cũng không có gì hơn là chúng ta là những người đang tôn sư trọng đạo, quý pháp trọng tăng. Qua đó mà các em cũng đặt lên cái câu hỏi trong giáo lý của Đức Thầy, để làm một cái đề tài để nhân dịp chúng tôi chia sẻ cùng với toàn thể quý vị và cho các em. Bởi vì trong giáo lý của Đức Thầy đó, hàm chứa trong đó từ nhân đạo đến Phật đạo, và trong đó có đạo lý và thiên cơ. Cho nên Đức Thầy nói thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Qua đó mà chúng ta hiểu đạo lý thì đó là một cách hành đạo, cư xử tứ đại trọng ân, để làm một cái nền tảng căn bản để hướng vào con đường Phật đạo. Mà bên cạnh đó, con đường Phật đạo thì chúng ta cần phải hiểu cái thiên cơ thời cuộc. Vì vậy đây là một cái động tác để rồi nhắc nhở cho chúng ta, giống như nói tới thiên cơ thời cuộc, mình ví dụ như trời đắm sắp dứt mưa vậy đó. Nếu mình đi trên con đường xa mà thấy đám mưa thì chúng ta như thế nào? Là phải đi nhanh hơn và phải tính như thế nào đó để mình vượt qua đám mưa này khỏi bị ướt át. Mình phải đi nhanh chút và đồ đạc gì đó mình có ướt mình gom gọn vô để mình vượt qua cái đám mưa. Thì cái thiết cơ thời cuộc nó cũng tương tự như thế. Có chỗ thầy nói là Đức Phật mà thấy chúng sanh lâm vào cái cảnh khổ đó, lâm vào cảnh khổ mà phải đi khóc đứng than ngồi, gọi là than thân trách phận, cũng đúng, gọi là làm than. Và muốn nói đi vào một cái cuộc rất là nguy biến, vì cái chỗ lòng tham của con người mà chúng ta phải đi để tìm những âm mưu thủ đoạn để chiếm đoạt tranh giành, mà trong đó các bức thánh cho rằng đi tìm cái chỗ làm than. Vì mới tới chỗ là khói lửa đao binh. Khói lửa đao binh nói trở lại là binh đao và khói lửa, thì đây muốn nói là cái cuộc chiến tranh giành xé chém giết với nhau. Bởi vì cái lòng tham của con người đó, tham danh, tham sắc, tham lợi, tham tàm, tiền, tham quyền, tham thế, trong khi những cái tham đó không được thực hiện thì họ sẽ dùng những cái bạo lực để chiếm đoạt. Dùng những cái bạo lực chiếm đoạt, kẻ thắng thì kiêu hãnh, người bại hổ ngươi, để chế ra những cái thứ mà độc hại nhất để tàn sát với nhau, tàn sát với nhau để mà chiếm đoạt một cái quyền lợi. Giống như nước này đi xâm chiếm nước kia đi chiếm, gây giặc giãi với nước khác, tranh giành đoạt lợi như thế. Mà đây cũng do nghiệp quả của chúng sanh, nhưng mà tùng theo nghiệp quả của chúng sanh thời kỳ đó, nên những kẻ bạo ngược ấy họ sẽ khởi dậy để mà chiếm đoạt.
Cho nên trong cái phần chiến tranh này đó, thì Đức Thầy cũng có cảnh báo nhiều chỗ nhiều nơi. Chúng tôi có nhớ cái một đoạn trong cái khẩu thơ 8 câu đó, Đức Thầy mới nói thế này: Tam châu hữu ngạn lị nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua. Rồi mới tới dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha. Là trở về sau này gọi là hậu lai khổ thiết tha. Tần bang hậu hận tiên diêu động, Nam quốc đương dân kiến linh xa, hồn qua đô hội lưu văn quyết, dư đảng dọc ngang cấp ba ha. Tám câu đó nó có ăn khớp vào cái câu thứ nhì ở trong cái khẩu thơ này: Âu Á lung tung ngậm máu đào. Âu đây là muốn nói trời Âu nha, tức là các nước ngoài. Bởi vì chúng ta trên cái quả địa cầu hiện nay đó, là các em biết phải có 4 Âu không? Âu Châu phải không? Có Châu Mỹ phải không? Châu Phi là Âu Châu. Rồi chúng ta đây là thuộc địa Á Châu. Cái vùng Á Châu mình thì có 3 nước là Việt Nam, là Lào và Miên, gọi là Á Châu. Và chúng ta ở đây rồi thuộc địa vùng Á Châu. Mà nói vùng Âu Châu thì các cái nước ngoài gồm nước Mỹ, Đức, Nga, Nhật, Pháp vân vân, đó thuộc địa Âu Châu. Rồi Phi Châu, rồi Úc Châu. Trong đó có 4 châu mà chúng ta là thuộc về Á Châu. Thì hiện đây Đức Thầy nói có 2 chữ nhưng mà đại diện tất cả luôn cả 4 châu. Trời Âu đất Á luôn. Có nghĩa là Âu Á. Âu là một cái nói các nước ngoài, Á là đại diện cho Việt Nam cho nên này. Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Thì bây giờ các em thấy có lung tung chưa? Có lung tung tức là chiến tranh khởi trong bây giờ Nga với Ukraine giờ đang đánh với nhau đó. Đó như vậy còn lung tung rồi đó, nhuộm máu đào. Còn có chỗ Đức Thầy còn cho biết đó, Đức Thầy còn cho biết đó hen, là chim đua bay cá lại trên một ngọn thủy triều nô nước sục sôi bầu trái đất một khoen lương chuyển, bầu trái đất một khoen lương chuyển đó. Có là chia trên đó thì chim đua bay cá lại trên một, đây cũng có nói là chiến tranh giặc giả ám chỉ cho biển Đông của chúng ta. Trên thì máy bay đó là tượng trưng là chim, dưới là tàu lặn tượng trưng là cá. Chim đua bay cá lại trên một, tới ngọn thủy triều nô nước sục sôi bầu trái đất một khoen lương chuyển. Đó là muốn nói tới cái cảnh là giữa chiến tranh giữa loài người và cái cơ tận diệt tạo hóa của thế gian nó đã khơi dậy lên. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã cảnh báo trước vào năm 40 mà hôm nay chúng ta đã thấy hết là hiển hiện. Cho nên Âu Á lung tung và máu đạo, lung tung là nói giặc giả đánh với nhau, giết với nhau đó, kéo quân ra xâm lấn với nhau để dàn trận để mà gây chiến với nhau, đó cũng gọi là lung tung. Gọi nhuộm máu đào tức là máu đào tuôn đổ. Nên nhiều chỗ khác Đức Thầy còn cảnh báo đó, cảnh báo cho chúng ta biết đó, cảnh trần gian chúng ta sẽ đi đến chỗ cái hồi là cơ tận diệt. Cho nên nhất đầu tiên là điềm trời điềm đất, hiện nay là điềm người, mà tới giai đoạn điềm người chúng ta đang thấy chỗ là chiến tranh giặc giả. Cho nên cái câu sau này Đức Thầy mới nói tiếp đó là đầu lao, là muốn nói tới chiến tranh đó. Đầu lao muốn lánh sớm nghe ta, thì bây giờ mà chúng ta muốn ra khỏi cái chiến tranh giặc giả khổ lửa bên đau này thì sớm nghe lời Đức Thầy chỉ dạy, sớm nghe ta rồi bố thí trì chay giữ giới. Mà thì tóm lại ba cái này là chúng ta phải có vào cho tôn giáo mới có thực hiện được cái điều này, phải vào đạo đó. Trên chỗ khác Đức Thầy còn cho biết đó là ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Đã gặp cành giống là chúng ta đã gặp cái đạo. Chúng ta là con chim mà nếu mà không có nương vào cái cây để mà chịu mưa gió đó, thì chúng ta sẽ bị giông gió này nó làm cho gãy cánh và rớt xuống biển cả mà chết. Đó là nói cái sự, nói trở lại cái lý. Thì thời kỳ hạ ơn này Đức Thầy tín dụ chúng ta như con chim vậy. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Như vậy thì con chim nó muốn lánh những cái bão giông tố sắp tới đó, không phải rớt xuống biển, thì nó phải kiếm cái cây nó đậu vào để nó nương vào đó. Thì con người chúng ta cũng vậy, muốn khỏi cái tai nạn khổ lưỡi binh đao can qua sắp đến đây thể tìm vào cái đạo. Vì trong cái đạo này có cái sự che chở của Phật và Thầy. Bởi Đức Thầy nói hoài đầu hướng thiện hoàng tăng giác diệu đó. Hay là đồ lao muốn lớn sống nghe ta bố thí trì dây giữ giới, mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại mới giác thiện chuyên chở lúc can qua. Lúc can qua là muốn nói chiến tranh đó. Thì lúc này chúng ta vào đạo mới có cái sức hành đạo là tu thiền và tu tịnh, ăn chay cúng lại niệm Phật. Như vậy thì chư thần mới gia hộ, mà nhất là chúng ta có niệm Phật. Bởi vì Đức Phật Thầy Thế An còn cho biết đó,
Niệm Phật có bốn thần linh, thần thường ủng hộ bên mình mỗi khang. Đó, mình niệm Phật có bốn thần linh để theo hộ cho mình. Như vậy thì cho nên mới niệm Phật rồi có bốn thần linh gia hộ, thì cái khối lửa bên đau và những cái tai nạn mà tà ma yêu quái sắp đến đây, Đức Thầy còn cảnh báo mình nghe còn rùng rợn, có thể sao quỷ dương đi đứng nửa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết. Bây giờ sau này quỷ dương nó đi đứng nửa lần mà tên tuổi của mình ở trong nhà mà nó biết, nó kêu mình đó là mình hết hồn hết vía luôn, có thể mất mạng vì cái tiếng kêu của nó. Nên Đức Thầy cảnh báo như thế. Mà nếu chúng ta có niệm Phật thì có bốn thần linh thì thiên ma ba tầng các cái quỷ dương đó nó cũng không dám lại gần chúng ta. Cho nên Đức Thầy mới dạy rằng niệm Phật có bốn thần linh, hay là niệm Phật tà quỷ vậy mà gian ra. Vậy thì trở lại với câu thứ nhì là chúng ta muốn nói tới là Đức Thầy cảnh báo cho biết rằng sau này Âu Á lung tung nhuộm máu đào, thì trong đó có đất nước Việt Nam chúng ta và các nước ngoài gọi là Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu đều có nhuộm máu đào hết, khởi dậy chiến tranh như thế. Rồi tới cái câu thứ ba là bá tánh xa xưa mùi phú quý. Ở đây cái chữ bá tánh theo chữ Nho định từ đó là chữ bá là trăm, chữ tánh là họ, là muốn nói đại diện cho trăm họ, đại diện trăm họ chứ đó là muốn nói hết cái nhân loại của chúng sanh chúng ta trên cõi địa cầu này, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Việt Nam chúng ta là da vàng máu đỏ, là người gốc Việt Nam của giống Hồng Lạc, giống của Âu Cơ và Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, gọi là con rồng cháu. Nên trong đó Đức Thầy có chỗ Thầy nói giống Hồng Lạc, Kim Chi, Ngọc Diệp, nay đổ giờ nhiều sự thấp hèn. Người da vàng máu đỏ, người con rồng cháu tiên của chúng ta đó gọi là bá tánh đó. Đức Thầy gọi chung bá tánh là trăm họ, là giống dòng của Việt Nam chúng ta, là người cành vàng lá ngọc. Giống Hồng Lạc, Kim Chi, Ngọc Diệp gọi là cành vàng lá ngọc, con người con rồng cháu tiên, nó quý chỗ đó, đó. Mà hôm nay chúng ta vì chạy xuống qua cái đời hạ nguyên mà pháp này bị văn minh cám dỗ vật chất, và con người vì cái chỗ là tham đắm theo tủ sắc tài khí, rồi từ chỗ thiếu thốn đó mới tranh giành chiếm đoạt với nhau, mất đi cả lòng nhân, mất đi lòng nhân. Nào cái nguyên nhân là muốn đạt cho mình được cái phú quý vinh hoa. Trong cái phú quý vinh hoa này nó có danh lợi tình. Chúng ta vì tham danh, tham lợi, tham sắc, tham quyền, tham thế, thì đó gọi tóm là danh lợi. Cho nên ở đây Đức Thầy nói bá tánh sai xưa mùi phú quý. Sai xưa là mê đắm. Cái mùi là một cái chất liệu để làm cho chúng ta ưa thích. Phú quý là mối sang trọng, là danh vị, chức tước, quyền cao chức rộng, để sống ở trên thiên hạ, và để cho là có một cái danh dự đó mà chúng ta quên đi cái lòng nhân. Bởi cho nên Đức Thầy trong cái quyển thứ tư Đức Thầy cho biết là người mới sanh tánh thiện trời dành, phải lớn lên tập nhiễm lợi danh. Thế giờ lớn lên cái tập nhiễm là ưa thích, là mong muốn theo tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu, cái đó Đức Thầy cho là tật xấu, che mờ tánh thiện, thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh, ta quyết lòng nhắc lại tánh xưa. Như vậy con người cứ chúng ta hồi xưa là cái tánh rất là hiền lành, mới sanh tánh thiện trời dành, tánh thiện là tánh lành đó. Cái tánh trời lành đó trời còn phải ôm mến, còn phải gìn giữ. Mà hôm nay vì chúng ta xuống đây mà mê mang mùi tục lỵ, say đắm theo bả lợi danh mùi phú quý mà đánh mất đi lòng nhân, mất đi cái tánh thiện. Nên từ chỗ đó mà Đức Thầy mới nói là bá tánh sai xưa mùi phú quý. Đó là chạy theo bả công danh mùi phú quý không à. Mà công danh phú quý này nó không tồn tại mà chúng ta không có nhận xét bằng cách rõ ràng, mà không coi giáo lý của Đức Thầy đó, nên chúng ta mới cho nó là tồn tại, là vững chắc. Chứ còn Đức Phật, các Đức Thánh đều cho biết rằng cái phú quý danh bả lợi danh này nó không có tồn tại. Nó chỉ cũng như là ta nói là như là cái bông bí, sớm nở chiều tàn chứ không có gì bền chắc. Cho nên trong tỉnh thế gian có cho biết các cuộc gẫm cuộc thế chẳng qua tuần vọng ảo, cuộc chi quan thường với khách tài hoa đó. Nghe chung linh sấm dứt bể ái hà, kẻo giật dục cuốn ơ và bể khổ. Hay là cuộc trần thế khuyên ai hãy gẫm, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh như bọt nước có ra gì, mùi phú quý như dần mây tan hiệp. Thế giờ sang cho lắm cũng thì một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, nhất giới nó không tồn tại. Mà cái hậu quả nó để lại cho chúng ta tạo nên nhiều cái nhân quả, nhiều kiếp tới sẽ đau khổ, đó là
là về kiếp sau, nhưng mà trước mắt đó là chúng ta cũng khổ vì danh, vì lợi, vì tình. Nên đó bởi Đức Thầy mới tả cái cảnh danh lợi đó, nó cũng như là bọt nước lặn mây, nó như bọt nước lặn mây, nó không có chi là bền chắc. Tới đó cái thân của chúng ta nó cũng không là bền chắc và tồn tại, thì cái cổ ấy nó khi tan khi hiệp, nó đâu tồn tại đâu, mà chúng ta chạy theo đó, chạy theo mùi công danh mùi phú quý đó mà làm cho linh hồn phải chìm đắm và hiện tại cũng phải đau khổ. Có người phải quyên sinh về thất, làm ăn thất bại cũng họ cũng tự sát, họ thất vọng vì tình, vì tiền của, vì thất vọng mà ta cũng phải tự sát, cũng phải khổ vì nó, thấy không? Như vậy thì cái câu thứ ba Đức Thầy nói cho chúng ta biết cái mùi phú quý nó không tồn tại, mà trong trăm họ bá tánh chúng ta quên đi cái con người Việt Nam là da vàng máu đỏ, là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, nó cao quý tốt đẹp thế, mà mình vì mua mê man cái mùi tục lệ này mà đánh mất đi lòng nhân, đánh mất đi cái thể chất của con người cũng gốc ngài thượng đế xuống trần, mà chúng ta chạy theo bả công danh mùi phú quý mà nó không tồn tại. Như thế, như vậy thì tới cái câu thứ tư đó, thì sau này, đây là câu này Đức Thầy cảnh báo, sau này là tức nó trở về sau. Mà cái bài này Đức Thầy viết năm 1940, ngày 18 tháng 7 năm Canh Thìn 540 tới nay là các em thấy là mấy chục năm rồi đó. Cho nên hiện nay nó đã hiển hiện cái chỗ là sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Vướng là chúng ta đi vào trong cái trận địa đó, cũng như hồi xưa đó các vị xưa ta đánh trận đó, người ta lập trận, ta dùng phép người ta bỏ ra là lập một cái trận cái vô vi đó, mà chúng ta đi lọt vô đó gọi là vướng, lọt vô cái trận địa đó gọi là vướng cảnh, đi vào một cái tình trạng là vướng vào cái trận địa khốc liệt, là trận địa rất là nguy hiểm đó. Là cái chuyện gì thành ra đây Đức Thầy cảnh báo sau này sẽ vướng, là chúng ta sẽ dễ lâm dấp là đi vào trong cái cảnh đau khổ đó, cảnh đồ lao. Chữ đồ là cái nghĩa kiên, nó là đường. Đồ lao là muốn nói, đồ lao là đồ tháng sanh linh, là muốn nói giặc giả chiến tranh, con đường chiến tranh chết chóc giặc giả đau thương. Với kế đó Đức Thầy mới nói là đồ lao sống lánh, muốn lánh sống nghe ta đó, là trở lại là sau này sẽ vướng cảnh đồ lao, là chúng ta sẽ vướng vào cái cảnh đau thương chết chóc giặc giả khối lửa binh đao của loài người chúng ta tàn bạo gây nên. Nên Đức Thầy cho biết đó, ta đây không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc cho loài người tàn bạo gây nên. Đây là chiến tranh tàn khốc cho các loài người tàn bạo, tức là muốn nói kẻ hung sùng. Và hồi nãy cái đoạn nãy Đức Thầy nói dương gian mãnh thú trừ tàn ác, tức là kẻ mạnh đó nó giết cái kẻ kế đó, kẻ kế đó nó giết kẻ thấp hơn nữa, bởi gọi là dương gian mãnh thú. Mãnh thú là muốn nói cái bọn xâm lăng mà nó hung hãn như là cọp vậy. Mãnh thú là cọp mạnh, nó trừ những kẻ tàn ác đó. Dương gian mãnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, thì nó trùng với câu này. Hậu lai là trở về sau này, khổ thiết tha tha thiết đó, thì đây mới gọi là sau này sẽ dứt cảnh đồ lăng, là khó lỡ binh đao chết chóc tới đây. Bởi vì cái thời cơ nó phải diễn biến theo cái quả địa cầu. Quả địa cầu của chúng ta cũng sắp sửa đi đến cái giai đoạn là canh tân đổ lại đời tâm thế giới mới, nên nó có những cái diễn biến xảy ra mà Đức Thầy cho biết á, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh heo, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, từ khắp đê thứ biến di thương hải dùng phép màu lập lại thượng nguyên. Thì trước khi dùng phép màu lập lại thượng nguyên thì phải sàng sải cái quả địa cầu, cũng phải chỉnh đốn lại, giống như cái nhà chúng ta nó đã siêu dẹo, hôm nay phải cất lại chỉnh đốn lại cho nó trang hoàng để mừng sắp đến một cái mùa xuân tốt đẹp. Thành ra cái quả địa cầu cũng vậy, cũng phải chỉnh sửa, thì nó phải có thay đổi địa hình địa chất, thì qua một cuộc sàng sải của vũ trụ, và tiếp theo là mỗi cuộc là chiến tranh giặc giả giết với nhau, do lòng tham đắm đó mà con người chúng ta nếu không có tu thì khó mà vượt qua trong cái cảnh điềm trời điềm đất và điềm người này được. Vậy cho nên tiếp cái bốn câu này Đức Thầy muốn dạy cho chúng ta đó,
Đồ la muốn lánh sớm nghe ta, rồi bố thí, trì chay giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chuyên trở lúc canh qua, can qua. Như vậy thì chúng ta muốn vượt qua cái cảnh khổ lửa vinh đau như nãy giờ mình nói đó, thì phải ăn chay cúng lại niệm Phật. Trong cái ăn chay và niệm Phật trong đó có cái bố thí kèm theo. Vì trong sáu pháp ba la mật đó, sáu pháp ba la mật có là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Gọi là sáu pháp ba la mật, trong đó có ăn chay và trì giới và bố thí. Như vậy thì chúng ta muốn vượt qua cảnh đầu lao, tránh khỏi cái lầm than khổ lửa với đau binh này đó, thì trước mắt phải ăn chay cũng là niệm Phật. Hồi nãy chúng ta có nói đó, mình niệm Phật là có bốn thần linh để che chở, rồi mình ăn chay là để cử sát sanh, để tạo duyên lành. Thì hôm nay sở dĩ mà có chiến tranh giặc giả là mấy em có biết như thế nào không? Là cũng do cái lòng tham và cái lòng sát sanh của chúng ta đó. Do cái chỗ sát sanh đó mình giết hại con vật đó, rồi lâu nhiều đời nhiều kiếp nó chuyển hóa lên, để rồi hiện nay nó trở lại cái nhân quả đến thì nó sẽ sát phạt lại chúng ta để trả cái quả trong nhiều kiếp mà mình đã giết hại nó, nên trở thành chiến tranh. Thì chiến tranh giặc giả đó lại cũng do lòng sát giết của chúng ta mà tạo thành. Giống như cái chuyện tích hồi xưa đó, là bên nước Ấn Độ là vua Luli kéo qua để tàn sát cái dòng họ Thích đó. Thì cũng đâu phải là không có nhân quả mà vua Luli kéo qua để mà tàn sát cái dòng họ Thích được đâu. Vua Luli lúc đó là ít quân hơn bên dòng họ Thích nữa. Nhưng mà vì nhân quả họ nhiều, tiền kiếp trước đã sát hại cái loài cá, loài thủy tộc ở dưới cái hồ Đa Ngư đó. Mà nhiều kiếp chuyển hóa lên, các loài cá đó tiến lên làm người là ở bên nước Luli. Còn cái những người mà ăn thịt nó, bắt nó thời kỳ đó cũng chuyển hóa nhiều đời, trở lên cái dòng họ Thích, gom vô đó để mà cộng nghiệp. Thì tới cái quả đến rồi thì dòng vua Luli kéo qua tàn sát, đó là trả lại cái quả hồi nhiều kiếp trước mà giết họ để mà ăn thịt. Thì tóm lại cái chiến tranh giặc giả hôm nay đó là do cái lòng sát giết của chúng ta, do cái lòng mà chúng ta sát sanh hại vật để mình ăn và mình tạo những cái nghiệp khác nữa bằng cách là sát giết, có như làm đồ tể, làm hàng heo, hàng trâu vân vân, đó cũng cộng lại cái sát sanh hại mạng mà trở nên thành chiến tranh khó lửa. Vì cho nên cái câu này Đức Thầy mới dạy chúng ta đó, muốn lánh đó, cái chiến tranh giặc giả này thì bây giờ mình phải ăn chay. Ăn chay rồi bố thí niệm Phật. Đó. Muốn lánh sống người ta bố thí trì chay rồi giữ giới nữa. À, theo giữ giới á, thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì có cái giới lực căn bản, trong đó có 8 điều quan cấm. Đó là nói Phật giáo Hảo là giữ giới 8 điều quan cấm. Còn nói các đạo khác đó, nói gì trong nguồn gốc đạo Phật thì cũng phải giữ giới nữa, rồi ngủ giới cấm. Ngủ giới cấm nhà Phật là ngủ là 5, trong đó cũng có sát, đạo, dâm, vọng tưởng. Là nói đủ là sát sanh, đạo tạc, tà dâm, ẩm tổ, lỗ ngụ đó, rồi vọng ngữ. Vậy là hồi xưa cái người đạo Phật đó, khi mà quy y đạo Phật phải giữ 5 giới, gọi là ngũ giới cấm của nhà Phật là sát, sanh, đạo tạc, tà dâm, ẩm tổ, lỗ ngụ đó, vọng ngữ là nó láo. Đó là các tôn giáo khác. Còn hôm nay Đức Thầy viết lại cho tín đồ giáo Hảo là 8 điều quan cấm, trong đó cũng có cử sát sanh, đạo tạc, tà dâm, vân vân, tứ độ tường. Thì gần lại gì? Như vậy thì chúng ta muốn tránh khỏi cái cảnh đồ lao khối lửa sau này đó, làm than khối lửa với đau binh âu á lung tung nhuộm máu đào đó, vậy thì phải ăn chay cũng là niệm Phật thì mới vượt ra được, cái tránh khỏi cái dòng lao lý của chiến tranh giặc giả sắp tới đây. Như vậy thì mới là sau này khỏi vướng cảnh đồ lao. Còn nếu như chúng ta không ăn chay cũng là niệm Phật, bố thí, tu thân hành đạo thì sau này khó mà thoát khỏi. Thưa chư quý vị, chư quý đồng đạo và hai em kính mến, tiếp theo thì các em cũng đặt cái câu hỏi đề tài tiếp theo trong 4 câu giảng trong bài Để Chân Đất Bắc. Thì thưa quý vị, theo chúng tôi biết đó, thì cái bài này đó thì cũng chính tay Đức Thầy viết ra để cái tựa là Để Chân Đất Bắc. Nhưng mà khi xét qua về lý và tình đó, thì cái đoạn văn nói trong đó có nhiều cái khẩu thơ nói về chữ Nho, nói về chữ Hán rất là nhiều. Và trong đó tình tiết Ngài thấu lộ cho chúng ta biết thì cái nói về cái đức cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để rồi hiện thân ra viết cái bài này. Chúng tôi nghe nói lúc Đức Thầy viết cái bài này đó, Đức Thầy mặc nguyên bộ đồ và ba trắng, nguyên bộ ba trắng để viết cái bài Để Chân Đất Bắc. Như vậy thì đây muốn nói là
Bồ và ba chấn đó là muốn nói ám chỉ đến cái thánh hiệu của cụ Trần Trần Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngài tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng sau khi ngài làm quan với nhà Lê Mạt đó 8 năm rồi, thì ngài thấy cái triều đình lúc đó nó suy sụp và nó toàn là nịnh không à, nịnh thần không à, không thể ngài cộng tác được. Bây giờ ngài là một vị quan trung chính trực mà sống với cái tôi nịnh rất nhiều, nó phật ý rất là nhiều, không thể hợp tác làm việc được, nên ngài mới trình với đức vua những cái điều mà ngài muốn mong muốn. Có thể ngài nói rằng nếu mà bệ hạ muốn trưng dụng tôi để giúp họ vô giúp nước thì phải trừ khử hết những cái quan mà nịnh thần, những quan nịnh thần trong triều đình thì tôi mới cộng tác. Nhưng mà vua thì đâu có chấp thuận cái điều đó được, vì những cái người nịnh thần lúc đó, các em biết các người nịnh lúc nào nó cũng lo cho vua dữ lắm, nó nịnh hót mà, vua muốn cái gì nó chịu đó. Cho nên ông vua không chấp thuận, không chấp thuận mà trừ khử những cái người tôi thần nịnh hót. Nên cuối cùng cụ Trần Trình mới trả áo, gọi là cáo lão từ quan, trả áo lại hết, không làm việc với ngài lúc đó, gọi là ngài cộng tác với nhà Lê Mạt, giúp nhà Lê Mạt làm vua đó. Thì ngài trả áo từ quan trở về Thảo Am, trở về làng quê mình, để cất lên một cái Thảo Am, đặt tên là cái Bạch Vân Am. Bạch Vân Am đó ngài cất lên rồi ngài mới dạy đệ tử, dạy học trò, học đạo trong thời kỳ đó. Mà đặc biệt á, khi ngài bước vào dạy đạo, ngài mặc đồ trắng tư, mặc đồ và ba trắng thôi, nên thời kỳ đó người ta còn gọi ngài là Bạch Vân cư sĩ. Bạch Vân là mặc cái đồ trắng, Bạch Vân cư sĩ, vừa ở ở nhà thôi chứ không phải cất ở chùa, nên gọi là cư sĩ. Mà Bạch Vân cư sĩ ngài mặc đồ trắng mà dạy cho tất cả học trò trong thời kỳ đó cho đến ngày cuối đời. Mà khi sau khi ngài làm trạng đó, ngài dạy đó tới gần cuối đời là ngài đắc được cái quả gọi là ngài tiên tri rất là tài tình. Có thể ngài tiên tri là Ngũ Bá Niên Tiền, Ngũ Bá Niên Hậu. Ngài tiên tri là 500 năm về trước và tiên tri 500 năm về sau, rồi là Ngũ Bá Niên Tiền, Ngũ Bá Niên Hậu. Ngài tiên tri gì đó, ngài biết sao thời kỳ Hạng Ương mà pháp này nè sẽ có những vị Phật lâm phàm ở đất nước Việt Nam của chúng ta, nên ngài chuyển kiếp lại từ cụ Văn Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, mà ngài chuyển kiếp từ từ tới thầy Tây An và cuối cùng là Đức Quỳnh Giáo Chủ hôm nay chúng ta đó. Nên hiện nay bây giờ ngài viết cái bài Để Chân Đất Bắc là chính tay Đức Quỳnh Giáo Chủ viết, nhưng mà trong đó tình tiết và tả ra cái cảnh là ở miền Bắc. Ở đây muốn nói tới quê hương cảnh cũ của ngài Đồng Thạnh đó. Như vậy thì trong cái đoạn mà các em đặt lên hỏi đó là đó, muốn nói lời xưa là muốn nói cái người xưa là những người cổ, thì trong đó có Đức Kim Sơn Phật và bên cạnh đó là cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiện nay đó có thể mình nói tuổi tác của ngài có thể mình cũng kêu là cụ rồi, gọi là cụ Trần Trình là người xưa, trên trăm tuổi là trên rồi, cho nên gọi là người xưa đó, di tích rõ chuyện này. Như vậy thì ở đây từ cái lời sấm ký sấm truyền của Đức cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và cộng với lời giáo lý của Đức Thầy, như vậy thì các ngài đã có cảnh báo, cảnh báo rất là nhiều sau cái cuộc diện của đời Hạ Ngân mà chúng ta đang ở đây, cho nên gọi là cảnh báo rõ việc này. Việc này là việc gì, phải không? Ở đây mình đặt câu hỏi người người xưa cảnh báo rõ việc này, phải không? Như vậy là việc này là việc gì? À, cái việc này đó là việc gì? Như vậy thì kể như lời của cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm gọi là sấm ký đó, sấm ký của ngài để lại trong đó, ngài cũng có nói rồi, Đức Thầy chuyển hóa thành văn đó. Đến năm rồng gắn ngựa dê đó, chúng sanh thế giới ê hề thấy khơi, là lời truyền sấm, hay không, lời truyền sấm của ngài đó, truyền sấm của ngài là để lại chúng ta thấy đến năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thấy khơi, đó là trời truyền sấm của người xưa, là trong đó của cụ Trần Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, cũng cảnh báo cho chúng ta biết vào tới thời kỳ này đó là thời kỳ rồng gắn, đó là chúng sanh thế giới ê hề thấy khơi. Còn Đức Thầy có cảnh báo chưa? Đức Thầy cũng cảnh báo rằng đó là mèo kêu bá tánh lao sao, đến trong vòng gắn máu đào chỉnh ghê, rồi tới con ngựa lại đá con dê khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào canh phê gà gái máu đào mấy. Đó là lời tiên tri của Đức Thầy. Và cụ Trần Trình cũng có nói đó, tới năm vòng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề hay phơi. Vì đó là các người xưa đã cảnh báo cái việc này. Cái việc này là chiến tranh đó, nó chỗ kìa. Cảnh báo việc này đó là cái việc chiến tranh giặc giả, như nãy giờ mình nói khói lửa binh đao đó, là cảnh báo việc này. Ai muốn, phải không,
sát phàm gặp gồng may, phải không? Hồi nãy em nói mắt phàm, à em muốn mắt phàm gặp gồng may. Như vậy thì ai đây cũng nói đại diện cho, nó riêng là tín đồ giáo hảo, nói chung là cả thế giới năm châu tất cả lò nhồi muốn tận mắt phàm của mình để chứng kiến cái cảnh gồng may, gồng may hội yến đó. Gồng may là muốn nói cái hội Long Vân, à Long Vân gọi là gồng may, mà cái hội này là của Phật tiên xuống mở, mở cái hội là gồng may này để chi? Để rồi mở cái hội đó để thi cử, để mà tuyển chọn những cái tôi lương đóng để sau này họ vô giúp nữa, giúp với Đức Minh Vương sau này. Đó là mở cuộc hội đó, hội gồng may, rồi sau này hội Long Hoa, hội Long Dân, hội Long Đình, mở ra các hội để thi chọn những người hiền đức để sau này phò vua giúp nước. Có chỗ Đức Thầy nói trên cùng dưới xung dày một buổi, dựng 12 mai gũi mới hay. Đó là 12 cái hội đó, để tuyển chọn những nhân tài để phò vua giúp nước. Hả? Là phò vua giúp nước sau này. Bởi có cái đoạn khác trong cái bài dụng kinh quyền đó, Đức Thầy cũng có nói, hỏi ơi, trời đất mấy muôn trùng. Trong đó Ngài mô tả rằng là ước sao để chống trường thi chưa mở, chống chưa thùng. Chồng trường thi chưa mở, chống thưa thùng. Nếu mà chống thùng mở rồi thì mình sẽ tạng mặt được, thấy được Chúa thôi. Thấy được mặt vua, gọi là Chúa đó. Gặp được mặt Chúa thôi. Trong cái thời kỳ mà trường thi sẽ mở. Bây giờ thì trường thi chưa mở. Cho nên Ngài thấy chúng sanh đau khổ, muốn đem cái tài thao lược của mình để giúp nhân xong. Nhưng mà chưa được. Vì thời cơ chưa đến, lệnh của thiên đình chưa cho phép, cho nên Ngài còn phải ẩn nhẫn để chờ. Bởi vì Nam Việt, đất nước Việt Nam chúng ta bị khổ ách. Bị gì khổ ách? Do nơi cái cũng nhân quả nhiều tiền kiếp đã gây tạo, hôm nay bị khổ ách đó. Có chỗ khác Đức Thầy cần nói chẳng qua là Nam Việt vô dương, nên tai ách thảm ra thảm thiết. Bởi vì không có vua chúa nên tai ách xảy ra thảm thiết, do chiến tranh các nước nó kéo qua nó xâm lấn. Và con người không có kỷ cương, bởi vì không có vua chúa nên tai ách nó xảy ra ngoài. Mà hôm nay khi nào có vua chúa lên ngôi ngự trị rồi, trị vì thiên hạ rồi, thì chúa vững ngai vàng xảy mới yên. Khi mà chúa được lên ngôi vững ngai vàng rồi thì xảy là muốn nói thân Đức Thầy mới yên, mới trở về ngôi vị. Trở về ngôi vị, bởi vì trần thế này không còn ai đau khổ nữa, xảy mới yên. Vì vậy trở lại với câu là ai muốn mắt phàm gặp gồng may. Chứ gặp là thấy, là mình nhận được, là cũng như bữa nay mình thấy mặt nhau hiện tại, đó là gặp. Còn bây giờ mình mới nghe tên, nghe tuổi nhưng mà chưa thấy, gọi là chưa gặp. Và hôm nay khi mình đối diện gặp, đó gọi là diện kiến với nhau, thực tế luôn gọi là gặp. Thì đó thì cái hội gồng mây này nãy giờ mình mô phỏng, đó là cái hội của Phật tiên mở để chọn những đấng anh tài cao chí sĩ về đây để sau này sẽ phò vô giúp nước, gọi là tôi lương đóng để phò vô giúp nước sau này, mở cái hội đó để thi để chọn nhân tài sĩ tử. Cho nên có chỗ khác Đức Thầy một đoạn Ngài có nói cho biết đó, khởi điệu tầm dương Phật khổ hội đó, dạng năng sĩ tử hiệp hòa ngôi, tam thanh chuyện tích ghi biên tự, khán giả tận tường nghiệp giống thôi. Đó là chỗ đó cũng muốn nói là khi mở hội trường thi này rồi đó, các cái nhân tài sĩ tử khắp nơi sẽ trở về một cái ngôi, là nơi cái chỗ để mở hội đó, để mà phò thánh đức. Mà khi mà thánh đức mà lên ngôi rồi đó, thì các cái vị tiên mà cả ngàn năm đó cách biệt ở hồng trần này đó, ở các cung các cõi khác mà nghe chúa thánh lên ngôi rồi cũng phải trở về để mà chúc mừng. Các vị tiên ẩn nơi ưu tịch muôn triệu năm cách biệt hồng trần, ngày ấy đều giá hạt đàn dân đến để chúc mừng chúa thánh. Thấy chưa, cái ngày mà chúa thánh trở về ngôi vị rồi, các vị tiên ẩn nơi ưu tịch ở các cái cõi ta bà chúng ta muôn triệu năm, mà tới ngày đó cũng phải trở về để mà chúc mừng chúa thánh lên ngôi để trị vì thiên hạ. Bởi vì đất nước Việt Nam chúng ta sau này cõi trung ương nên có chúa thánh, có Phật tiên tại thế rồi đó, thì an bang định quốc, tất cả thế giới năm châu thì thuần phục và thái bình thanh trị. Nên các vị tiên đều mừng lắm, để giờ chúng sanh hết đau khổ trong cái thời kỳ chiến tranh loạn lạc đó, thì gìn giữ. Cũng như có chỗ Đức Thầy nói gán tu để mà chết đó, đừng để chết đến mà chẳng có tu. Hay là việc tu thân thiện tính hận hờ, chừng quả đến e cho khó tránh, môn tịnh độ là phương cứu cánh, gán phụng hành kẻo phụ Phật xưa.
lòng từ bi dẫn quản nắng mưa sông thuyền giác rước đưa thanh chúng. Trong giáo lý của Đức Thầy nói nhiều cái chữ gán lắm, thì ở đây câu này cũng có cái chữ gán này: hãy gán nghe lời ta mất trước. Ta là muốn cái danh xưng của Đức Thầy đó, mất trước là nói trước, là những người đã dạy trước đây nè, những lời nãy giờ mình nói đó, dạy trước mà hôm nay nó có hiện thực rồi đó. Nên chỗ khác Đức Thầy còn nhắc nhở cho chúng ta đó là nữ nam muốn gõ âm hao gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Thế giờ muốn nói là nữ nam là muốn đại diện cho ông và bà, nam và nữ trong đó có chúng ta. Muốn gõ âm hao là muốn gõ là tận tường, là thấy biết trước mặt đó. Âm hao là tin tức, các em nhớ nghe, chữ âm hao là tin tức. Thì những cái gì mà Đức Thầy từ cõi Tây Phương Thầy mang qua đây Thầy nói dạy chúng ta đó là tin tức. Tin tức ngày báo trước đó, cũng như mình nói như bây giờ là tin tức nó báo ngày mai bảo số 3 phải không? Đó là gọi là tin tức nó báo trước rồi ngày mai sẽ có bảo. Còn Đức Thầy cũng dùng cái danh từ âm hao là chữ nho. Nữ nam muốn gõ âm hao, tức là tin tức là Đức Thầy báo trước, rồi sau này nó sẽ có. Mà muốn gõ âm hao là muốn thấy được tận tường, thấy biết được đó, thì phải gán trao đức hạnh. Chữ gán nữa đó, gán trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Bởi vì đức hạnh đó, nếu cái người tu đó mới có đức hạnh, chứ chúng ta không tu thì làm sao có đức hạnh. Vì cái đức là cái tánh tốt ở bên trong, gọi là Phật tánh đó. Còn cái hạnh là vẻ đẹp ở bên ngoài mới gọi là đức hạnh. Mà cái đức hạnh là cái một trong cái bốn cái đức lớn của chư Phật, gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, là bốn cái đức lớn. Trong này có cái đức tánh của người tu, gọi là gắn trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Cái đức hạnh là một cái công hạnh người tu mới có. Như vậy thì chúng ta phải vào đạo tu hành thì mới có cái đức đó để vượt qua. Như vậy thì trả lời câu là gán, hãy gán nghe lời ta mách trước. Thì hãy gán là dâng lời, nghe lời là dâng lời. Chứ Thầy đã nói trước cảnh báo thì hôm nay mình nghe lời thì phải ăn chay cúng lại niệm Phật tu hành. Đó là Đức Thầy báo trước cho chúng ta như hãy nói đó. Cái bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại đó, giác thiền chuyên trở lúc ăn qua. Giác thiền là cũng muốn trở lại con đường tu hành, trì chay giữ giới. Vậy thì nghe muốn nghe lời ta mách trước, không dình đạo đức phải phơ thay. Rồi cái câu thứ tư là không dình đạo đức. Không dình là dình là giữ, là tức là chúng ta không giữ là bỏ đi cái đạo, mà chúng ta dình đó là giữ đạo. Không là bỏ, còn hôm nay chúng ta giữ đạo. Trá lại với chỗ không dình, không dình là bỏ đi, mà hôm nay chúng ta nắm giữ, đang hành theo, gọi là mình có giữ. Nếu mình không giữ đạo thì không dình đạo đức ác phơi thay. Phơi thay là muốn nói chết đó. Vì sau này cái cảnh báo, sau này cái cảnh chết đó, là cái cảnh chết của chúng sanh sau này đó, như ông ba cũng mô tả đó, thấy không? Thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống, nam mô đạo nào. Chết mà đến nỗi là Nam Bắc ê hề đất chở thay. Tới Nam Bắc nối luôn cả hai miền, mà đất này mà chở thay, tức là nằm ở trên mặt đất rồi giống như chở thay, chứ không có chôn kịp mà phải chở thay. Chết là tới cỡ đó. Vì vậy tới cái cơ tận diệt. Cho nên Đức Thầy nói là kẻ gian ác làm sao? Đến sau tiêu diệt. Hay là trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Đó. Nước mà chảy máu chảy ra thành sông, xương mà chất ra thành núi, bởi cảnh sông máu mà núi xương tha thiết. Nói như vậy thì đó là không dịch đạo đức ác phơi thay. Phơi thay là chết hồn không có chôn. Hay còn chỗ khác là Đức Thầy nói kẻ tà gian sao nè? Kẻ tà gian sao bị lửa thiêu không? Người tu niệm sống đời thượng cổ thì đó là thiêu thì cũng đâu có chôn đâu. Như vậy thì gọi là phơi thay, là phơi thay là nằm hơi chết nằm để làng khang, chứ không có chôn, không có chôn được, như gọi là nằm phơi thay. Thì cái ý gì trở lại với cái bốn câu này rất rõ việc này. Thì kể ra từ Đức Phật, Đức Cụ Trình Trạng Trình Nguyễn Nguyễn Khiêm, Đức Phật Thầy Tây An, gần đây là Đức Phật Trầm, Sư Giả Bán Phai, rồi Đức Bổn Sư, và cuối cùng là Đức Thầy. Các vị này chúng ta liệt vào cái hàng là người xưa, đều có chi tiết hết, đều có chi tiết nói rõ cái cuộc chuyện của đời Hạ Quân sau này sẽ đi đến chỗ chiến tranh loạn lạc, khối lửa binh đao. Nhưng mà quan trọng chỗ đó, các ngài không phải nói binh đao không, mà các ngài còn chỉ nơi nào lập hội,
nơi nào lập đời tân thế giới, rồi ai lên ngôi, và Ngài chỉ cho chúng ta phải làm như thế nào để vượt ra khỏi cái khổ ách sàng sẻ. Đó, Ngài chỉ rõ, các vị đều chỉ hết. Cho nên chúng tôi có bài thi đó, gọi là Cấm Sơn Chi Báo đó. Cấm lãnh hình thành thiên địa khai, sơn chung chi diễn khách anh tài, nghe không? Chi chi mặc khải lời minh chiết, báo ẩn sơn tàn hữu nhật khai. Chi chi mặc khải lời minh chiết là các vị sư, chi sư mặc khải là các vị sư mặc khải đều có nói lên hết. Đều nói lên cái chỗ quan trọng ở cái vùng thất sơn núi cấm này, sau này sẽ có đền đài vua chúa. Phải gọi là Cấm Sơn Chi Báo, là cái vùng núi cấm đó sau này có báo ngọc ở trong đó. Bởi Đức Thầy nói đó, đời cùng tu gốc kịp thì dẫn xem báo ngọc ly kỳ năm non đó. Thì trong ruột năm non có các đài, gần năm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có các đài. Như vậy thì trong ruột núi cấm đó, có năm non các đài vua chúa trong đó. Các ngài chỉ rõ trong đó cho chúng ta thấy. Bởi vì chi sư mặc khải lời minh chiết là các vị sư đều nói lên cái việc này cho chúng ta biết, cái cuộc lập hội và trong đó có đền đài, có vua chúa. Nên tới câu là người xưa chi tiết rõ việc này. Hay nói cái riêng là người tu muốn được cái gặp được cái hội Long Long Hoa, hội hội là Long Dân của Chúa Thánh, để mà trở lại lập hội đó, lại tạo lưu vòng ở hội quần tiên đó. Mở cái hội đó Chúa Thánh lên ngôi thì muốn mà chúng ta tận mắt thấy thì phải tu hành. Hãy gắng nghe lời ta mất trước. Thì nếu mình trở lại cái ý, chờ nghe, hãy gắng nghe lời, tức là nghe lời của Đức Thầy, cụ Chẳng Trình và các Đức Phật trong đó nói trước, chúng ta hành theo đi, sau này sẽ tận mắt mà nhìn thấy những cái mà tin tức của các ngài đã mang qua đây dạy cho chúng ta. Rồi không nhìn đạo đức là không giữ đạo đó, không giữ đạo. Cũng như hồi nãy mình nói là ngày nay chim đã gặp cành chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa, là chúng ta phải gìn đạo đó. Phải có một cái cây tượng trưng là đạo đó, có tượng trưng là đạo, mình phải núp vào đó, con chim núp vào đó, còn mình chúng sanh là tượng trưng mình phải tìm vào cái đạo, giống như có cây để núp đó, để sau này gió mưa mình sẽ gành là mình thấy hết. Có chỗ khác Đức Thầy nói sao nè, trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Có nghĩa là câu này muốn nói thế gian này đó thiếu gì những cái trò đau khổ là gọi là trái chi chua, nhiều lắm. Nhiều cái trò đau khổ danh lợi tình nó đưa ra chúng ta, văn minh cặn bã nó đưa ra những cái để nó đưa con chúng ta đi vào chỗ con đường trì lạc đau khổ, như tứ đậu tường đó là trái chi chua. Bây giờ trái ngọt, trái ngọt là tượng trưng cho cái đạo ha. Trái ngọt không mua bởi mình là bây giờ có trái ngọt, tức là có cái đạo, mà mình không tìm vào đạo thì đó là tại mình, sau này mình khổ mình chịu, chứ không có trách Phật tiên theo không chỉ bảo, phải không? Cái này không trách được rồi nha. Tại vì mình không mua, tại mình không thích, mình không gần, mình không chịu gìn giữ. Chứ đâu phải Phật không chỉ. Cổ Đức cho biết đó, Phật bài để Phật đâu giấu kín, nhân bất chi, bất giác, bất thông. Nghĩa là Phật đã bài để chỉ ra hết trơn rồi, không có giấu chỗ nào hết. Cũng có chỗ Cổ Đức còn cho biết đó, cái cuộc tẩy trần này đó, Ngài mới tỉ dụ thế này nè, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà điện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết, trứng gà còn không. Cái này mấy em nghĩ ra phải gì không? Cầm cái ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, hỏi còn con nào? Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến là cháy hết trơn, không còn nữa. Kiến kia sống chết. Rồi cầm cục đá to mà điện xuống cái trứng gà, trứng gà kia bể không? Kiến kia sống chết, trứng gà còn không? Cái cột tẩy trần đó, các cổ đức người ta tí dụ như vậy. Ví dụ như là cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến vậy đó, lấy trứng đá to mà điện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết, trứng gà còn không? Thì kể như kiến chết, trứng gà cũng bể luôn. Là muốn nói cái cuộc tẩy trần sau này nó cũng như thế. Nếu không gìn đạo đức sẽ phơi thay.